Cuốn tự truyện mang tên The Move of My Life, tạm dịch những bước đi của cuộc đời, đã được Andres Iniesta cho ra mắt trong ngày hôm qua. Đây là những lời tự sự của tiền vệ tài năng về cuộc đời của mình, từ những thời khắc tồi tệ nhất cho tới những phút giây vinh quang. Iniesta dĩ nhiên không quên kể về những người sống xung quanh mình, bản thân anh cảm thấy ra sao khi ở cạnh đám anh em thân thiết ở Barcelona. Theo chia sẻ từ tiền vệ người Tây Ban Nha, khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh chính là những năm tháng sống trong lò đào tạo La Masia. Tôi có cảm giác bị bỏ rơi, lạc đường, nhưng có thứ gì đó níu tôi lại. Những năm tháng cô đơn, buồn tủi và vất vả đó đã tạo nên Iniesta của ngày hôm nay, tiền vệ này chia sẻ. Anh còn kể lại thêm một ký ức kinh hoàng suýt chút nữa đã tàn phá cuộc đời anh. Đó là khoảng thời gian sau cái chết của trung vệ Dani Jacque vì bị suy tim vào năm 2009, khi anh này đang là đội trưởng của Espanyol. Tôi sốc rất nặng, tôi không biết mình đang đứng ở đâu. Tôi phải đi gặp bác sĩ và nói rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Cũng may là tôi đã cố gắng vượt qua. Chà chà, mới nghe anh kể sơ sơ thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. The Move of My Life đã chính thức lên kệ tại châu Âu. Hy vọng sẽ có một dịch giả hảo tâm nào đó dịch quyển tự truyện này ra tiếng Việt để các fan của Barca và đặc biệt là của riêng Andres có thể được nghe kể về cuộc đời của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất là tung cầu thế giới. Sáng mai, Brazil sẽ có trận đấu vòng loại World Cup 2018, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Colombia. Và trong buổi tập mới đây trên sân Arena Amazonia, Neymar đã bị hai fan cuồng tấn công. Nam cầu thủ viên này đã tranh thủ sự lơ là của các nhân viên an ninh để chạy xuống sân để được tận tay sờ vào thần tượng. À, mà chính xác hơn thì đây là một nhóm các cầu thủ viên. Các anh chàng này rất chuyên nghiệp đó nha. Đứng vào đội hình hẳn hoi, thay phiên nhau chạy và đổi chỗ rất hợp lý nên đã làm khó được nhân viên an ninh. Cái này gọi là chạy có đầu tư. Cuối cùng thì họ cũng nhận được phần thưởng xứng đáng là một cái ôm nồng thắm với Neymar. Trời ơi, hãy nhìn cuộc tình tay ba đau khổ kia kìa. Neymar bị một lúc hai fan cuồng lao vào rồi ôm vật xuống sân. Hai anh chàng này không muốn buông đôi tay Neymar, ra. Nhưng các nhân viên an ninh đành phải tuyên bố: chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nơi này. Chúng ta không thuộc về nhau. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil hoàn toàn không hề khó chịu. Trái lại, anh còn rất vui vẻ và ra sức bảo vệ cho hai fan cuồng trước sự truy đuổi gắt gao của nhân viên an ninh. Có thể thấy trong đoạn video, không chỉ nhóm này mà một số cầu động viên khác cũng may mắn có được cơ hội mặt chạm mặt, tay chạm tay với các cầu thủ Brazil. Chưa biết ngày mai đá với Colombia căng thẳng khó khăn ra sao, nhưng được các fan yêu mến và ủng hộ nhiệt tình như vậy thì ít nhất cũng thoải mái về tinh thần lắm rồi.